Mình đi chứ qua, chào mừng các bạn đã đến với MyTV. Ok, thì hôm nay mình sẽ đến với chuyên mục mua hàng trên mạng. Và đây sẽ là món hàng mà ngày hôm nay mình review. Thì ra là món này là hồi xưa mình có review mấy lần ở channel của mình rồi. Nhưng mà hôm nay nó sẽ là đặc biệt hơn một tí. Đó là review tóc giả. Yeah, nhưng mà tóc giả lần này mình sẽ mua tóc kẹp chứ không phải là tóc nguyên đầu nha mọi người. Tóc hiện tại của mình á là đang là tóc laser, nhưng mà nó sẽ lưng lửng bởi vì mình nhuộm quá nhiều đi nên là tóc nó cứ hay bị đứt á. Chân đen thì rất là nhiều nè. Màu hiện tại của mình là màu vàng. Từ hồi mà mình lên tóc màu á là mình dừng hẳn cái việc review tóc giả luôn. Chứ hồi đó tóc đen là mình review mấy bộ rồi đó, nhớ không? Thì đây, hôm nay mình sẽ review ở trong này. Mình mua gồm hai bộ, một bộ là tóc kẹp nửa đầu một hàng là một kiểu một lai á, còn một loại là tóc kẹp mà để cột lên, kiểu mà nó là nguyên một cái đuôi ngựa luôn. Nên là mình thử nghiệm ở đây, không biết là cái màu vàng của nó có đồng với cái màu vàng trên đầu mình không. Bởi vì á, tóc màu của mình á là nó không phải là màu tẩy nguyên thủy nữa. Có một đợt trước đó là nhuộm màu đỏ, xong đó khử đỏ thì mình nhuộm lại cái màu mà hơi nâu nâu một tí, và bây giờ nó tán ra, nó ra cái màu hơi rêu rêu xíu này, thì nó sẽ khó cho mình ở cái việc lựa màu vàng. Và lúc mà mình order cái món này ở trên Lazada thì là mình mua trên Lalable. Bởi vì những cái shop ở nước ngoài á thì nó có những cái màu mà lạ hơn những cái shop mà ở Việt Nam nhập về. Ok, thì cái màu mà mình đã mua á nó là, mình check cái đơn hàng mình đã mua này, kẹp tóc mà nửa đầu của mình á là nhóm màu SS1 107, còn cái đuôi ngựa là mình cũng mua màu 107 luôn. Nói chung là mình mua hai cái này cùng màu rồi xong luôn. Hai cái sản phẩm mà mình đã mua này nó không còn nằm ở trên Lazada nữa, dù là mình đã sell cái link mua hàng về để tính là bỏ ở cái phần thông tin mô tả như mọi lần á mình làm clip review để cho các bạn biết chỗ để mua giống mình á. Đây là máy tóc giả mà mình đã mua này mọi người. Mình cảm thấy là hơi sợ đó, tại vì cái màu này hình như nó không giống cái màu tóc của mình hiện tại. Ôi nó vàng quá, trong khi tóc của mình thì nó thiên qua cái màu rêu, màu bạc hơn một tí, khóc luôn. Rồi sao xài đây ta? Ok, để mình coi sợi tóc coi nào. Đây nó dài như thế này nè mọi người. Sợi tóc thì khá mượt nha, nhưng mà nó hơi bị tóc con, tóc giả mà còn tóc con nữa là nó không có đều mọi người. Cái màu nó vàng như thế này nè mọi người. Có một cái lớp lưới đây. Để mình coi cái đuôi ngựa coi. Cái đuôi ngựa hình như là màu nhạt hơn nè. Mong hy vọng là nó giống cái tóc mình. Mình mua tóc giả của một phần là vì kiểu như là nuôi hoài nó lâu ra dài á, mà mình muốn để dài quá. Kiểu hồi mình thấy Rose trong Blackpink á để tóc vàng á là mình mê rồi. Thấy tóc dài mà tóc vàng đẹp quá. Tóc mình thì đi nối á, đi nối nguyên đầu á thì nó thứ nhất là rất là cộm, ngủ rất là đau. Mình từng nối tóc rồi nên là mình biết nguyên đầu chắc cỡ 2 triệu á, sợ mắc quá. Nên là mình mới mua cái tóc kẹp này. Cái màu này hình như trùng màu tóc mình nè. Ui, cái màu nó hơi bóng hơn một xíu thôi. Thì tóc mình nó có pha lẫn chân đen. Đấy nè mọi người, hai cái này đều là một màu. Mình nghĩ là cái này nó giao lộn cho mình quá, chứ tại vì cái mã màu là 107 y chang nhau mà lại ra hai cái màu khác nhau. Nhưng mà tóc ngược nha mọi người. Thôi để mình thử kẹp cái này lên xem là nó chợt tới cỡ nào nha. Kẹp cái này thì nó phải kiểu tóc duỗi thẳng ra, tóc của mình thì nó hơi cong. Chân đen đâu, chắc là sắp tới mình sẽ đi nhuộm tóc á mọi người, có nghĩ vậy không? Mình có nên về tóc đen lại không, chứ nó ra chân đen nhìn nó cứ bỉnh bỉnh thế nào á. Không biết là xài lâu thì nó như thế nào, nhưng mà hiện tại mới cầm ra thì nó mượt. Đây, mình sẽ bấm vô ha. Mình hồi đợt mình có đi kẹp tóc nhờ người ta ở ngoài tiệm người ta kẹp giùm á, thì người ta còn có chỉ mình á là nếu mà muốn chặt hơn các bạn phải nối hai cọng tóc của bản thân mình lại thành cột lại, kiểu cột lại thành từng tép tép, xong rồi các bạn gài cái mắc cài này vô cái tép đó thì có cọng thun nó giữ lại nên sẽ chặt hơn. À, cái này đang là phải kẹp ở trên chứ nhỉ. Này một tép tóc luôn, nó quá nhỏ, tóc nó cứ kiểu là nó không có fit với cái phần tóc bên trên. Rồi nó còn khác màu nữa, cái màu của mình nó cứ bị ám xanh á, còn cái màu này nó ám nâu ám vàng. Thôi nói chung là cái này nó fail rồi. Cái này phải duỗi tóc ra thật, tại vì cái tép tóc này nó quá nhỏ, nó quá ít, nó quá mỏng đi, nó không có vừa với cái tóc của mình. Mình phải kiểu hai lớp nó mới dày, nhìn cũng hay chứ ha. Nếu mà nhìn như vậy nè, kiểu trẻ ra cho nhìn, nhưng mà nhìn tổng thể thì nó xấu. Nhìn như hai cái đuôi gì á. Cái này cũng 249 ngàn, chứ giỡn, 250, coi như mình quăng 250 ra cửa sổ rồi đó. Bây giờ mình sẽ thử cái đuôi ngựa nha. Cái đuôi ngựa thì dễ lắm, bạn cột thun lên, cột đuôi ngựa lên, tại vì nó có cái kẹp như thế này nè. Đây, tôi cho bạn coi, nó sẽ có cái kẹp đăng cưa như thế này, sau các bạn kẹp vô cái phần đuôi tóc của các bạn ha, xong rồi có cái phần siết dây nữa nè. Đấy, phần siết dây này cho nó chặt hơn thì phải. Nói chung là lần đầu mình xài cái dạng đuôi ngựa này, không cột mà kiểu mà nó đúng khi ponytail là nó phải dính lên lật súng. Thì thường là mình hay ngại show trán, bởi vì trán mình nó hơi dồ, với lại nó có một cái xương nó bị dồ ở đây nè, nhìn nó rất là kỳ. Và bây giờ còn bị kiểu chân đen, nhìn đầu nó như bị hói. Không được rồi, hôm nay mình quay cái clip này về tóc tai thì mình nghĩ là tháng sau mình phải đi đổi màu tóc thôi. Nhưng mà cái kẹp này nó hơi kiểu chip á mọi người, nó hơi cứng, kiểu mình sợ nó là gãy luôn á, phải gồng tay lắm luôn nè.
Kể thế nào chơi? Nó không có mở ra to, tức ghê á. Gồng hết sức mình phải lấy hai tay mình bóp á, nó mới ra một xíu xíu. Mà trong khi cái đuôi tóc của mình nó rất là bự như thế này. Cái này mình có cần búi tóc lên không ta, xong rồi kẹp vô ta? Bây giờ mình sẽ kẹp thử, ráng kẹp thử. Cái màu này thì đúng cái màu tóc của mình rồi nè. Để thế à, đúng màu tóc mình rồi. Nhưng mà xăng hơi xến này, nếu mình kéo tơi ra thì nó làm sao ta? Kéo tơi ra đẹp hơn nữa. Nhìn bóng giống như trai giá gái vậy. Nhưng mà cái này tơi ra thì nhìn đẹp nè. Nhìn kiểu giống như tóc búp bê Barbie. Nó không có giả nhưng mà cộng tóc này. Nó giống, nó còn mượt hơn tóc của mình. Nó còn giống thiệt hơn tóc của mình nữa. Hay là mình kẹp nó vô cái phần tóc dưới. Rồi, xong rồi mình đó, nó nặng đầu quá mọi người. Cái này phải có kim kẹp tâm rồi các thứ giữ cố định được cái tóc á, chứ nó nặng đầu á. Đây, thì đây là cái cách thứ hai, cái tóc mình nó dính, nó rị luôn cả cái đuôi tóc mình xuống luôn nè. Cũng được, nói chung là mua được cái này thấy ok á. Quyết định nãy là tới tháng sau đổi tóc rồi, mà có cái đuôi này lỡ mình đổi cái màu khác nó không ra đúng màu này thôi trời. Mọi người cho mình, cho mọi người coi nha. Trời ơi, lần đầu tiên luôn. Rồi, từ hồi tóc dài của tôi cũng không bao giờ mà tôi cột đuôi ngựa lên mà nó được như vậy hết á. Xin để một bên đẹp hơn. Ok, thì đây là mái tóc mà mình đã mua. Một cái phèo, một cái không phèo màu. Tóc cũng khá ok. Tuy nhiên hơi tiếc là cái link mình sale lại, cái link mà mình đã mua hàng á, thì bây giờ mình vô check lại nó không có còn hàng nữa. Nên mình không biết làm sao để giới thiệu cho các bạn về cái shop này, cũng như là những cái bộ tóc giả mà mình đã mua trên Lazada này. Dù trong cái xui cũng có một cái hên đó là mua được cái tóc y chang cái màu. Tuyệt ghê. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này nha. Mình đang rất là hoạt động nhiều trên các cái trang xã hội như là Instagram, Facebook, Fanpage, cả một cái channel YouTube khác là Mailtream, rồi còn TikTok nữa. Các bạn nhớ follow hết giúp mình nhé. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình trong thời gian từ giờ và sắp tới. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Like, share, subscribe MailTV cũng như là nhấn cái chuông ghế bên nút đăng ký để nhận được mọi thông tin mỗi khi MailTV ra clip mới. Các bạn thấy tóc này của mình như thế nào? Sayonara.